Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tháo chạy khỏi Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng tốc thúc đẩy một sáng kiến nhằm đưa chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu ra khỏi Trung Quốc trong lúc xem xét áp dụng thuế quan mới để trừng phạt Bắc Kinh về việc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã bị lan rộng ra toàn cầu. Kai Clark, Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng truyền thông Reuters như sau: "Chúng tôi đã và đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng của chúng tôi ở Trung Quốc trong vài năm qua, nhưng hiện tại chúng tôi đang tăng tốc thúc đẩy sáng kiến đó." Đây là hình ảnh một nhà máy của hãng xe hơi Ford tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông đề xuất như sau: "Tôi nghĩ chúng ta phải hiểu đâu là những lĩnh vực trọng yếu và nút thắt cổ chai nằm ở đâu." Ông Clark cũng khẳng định vấn đề này mang tính then chốt với an ninh Mỹ và chính phủ sớm sẽ có thông báo hướng dẫn hành động. Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các cơ quan khác đang tìm cách thúc đẩy các công ty chuyển cả nguồn cung ứng và dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Các ưu đãi thuế quan và trợ cấp tài chính để chuyển dịch sản xuất tiềm năng là một trong những biện pháp được xem xét để thúc đẩy sự thay đổi này. Có một sự thúc đẩy toàn bộ chính phủ đối với việc này, một quan chức đã cho biết như vậy. Các cơ quan đang nghiên cứu xem xét việc sản xuất nên làm như thế nào được coi trọng và trọng yếu và làm thế nào để sản xuất những hàng hóa này bên ngoài Trung Quốc. Ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể áp dụng thêm mức thuế quan lên tới mức thuế 25% cộng thêm nữa đối với hàng hóa trị giá 370 tỷ đô la của Trung Quốc hiện đang được áp dụng. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới vào năm 2010 và chiếm 28% sản lượng toàn cầu trong năm 2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào Trung Quốc trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới đây, từ lâu đã cam kết sẽ đưa ngành sản xuất từ nước ngoài trở về Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết đoán trong vấn đề đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Giờ đây, sự thiệt hại về kinh tế và số lượng lớn người chết vì virus corona ở Mỹ đang là nguyên nhân cho sự thúc đẩy trong hoàn cảnh chính phủ nước này việc đưa sản xuất của Hoa Kỳ và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc. Ngay cả khi phải đưa nó đến các quốc gia thân thiện hơn, theo các quan chức cấp cao hiện nay đang tại chức và từng làm việc cho chính quyền cho hay. Đại dịch đã nêu bật vai trò then chốt của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, điển hình như các loại thuốc gốc, tức là có cùng hoạt chất như biệt dược nhưng rẻ hơn, vốn chiếm một phần lớn trong các đơn thuốc tại Mỹ. Viêm phổi Vũ Hán cũng cho thấy sự thống lĩnh của Trung Quốc đối với những mặt hàng hóa như máy chụp thân nhiệt và tầm quan trọng của việc quốc gia này trong các chuỗi cung ứng thực phẩm. Chính sách về Trung Quốc của ông Trump được hình thành bởi những cuộc đấu tranh hậu trường, nhưng những cố vấn ủng hộ thương mại và những người có quan điểm diều hâu về Trung Quốc. Và giờ đây, những người chống Trung Quốc nói vào thời điểm của họ đã tới. Thời khắc này là một cơn bão hoàn hảo. Đại dịch đã làm sáng tỏ những lo lắng mà mọi người gặp phải khi làm ăn với Trung Quốc. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết như vậy. Và trước đây, tất cả số tiền mà mọi người nghĩ rằng họ đã kiếm được từ các thương vụ làm ăn với Trung Quốc, thì giờ đây đã bị thua lỗ nhiều lần vì thiệt hại kinh tế do virus corona gây ra. Quan chức này tiếp tục nói như vậy. Đặc biệt, Mỹ đang xúc tiến hình thành một liên minh những đối tác đáng tin cậy gọi là mạng lưới thịnh vượng kinh tế. Đây là hình ảnh của đại sứ Colombia tại Mỹ, ông Santos. Liên minh này sẽ bao gồm các công ty và những tổ chức hiệp hội hoạt động theo cùng một hệ thống tiêu chuẩn trên mọi lĩnh vực từ kinh doanh kỹ thuật số, năng lượng, hạ tầng cho đến nghiên cứu, thương mại, giáo dục. Chính phủ Mỹ đang hợp tác với Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến lên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã cho biết như vậy vào hôm 29 tháng 4. Những cuộc thảo luận này bao gồm cách mà chúng ta tái cấu trúc các chuỗi cung ứng để ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa. Ông Pompeo đã nói như vậy. Và các nước tại khu vực châu Mỹ Latin cũng có thể đóng vai trò nào đó. Đại sứ Colombia tại Mỹ Santos vào hồi tháng trước cho biết ông đã thảo luận với Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại Mỹ về nỗ lực khuyến khích các công ty Mỹ chuyển một số chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và đưa họ trở về gần quê nhà hơn. Trên thực tế, từ năm ngoái, vì chiến tranh thương mại, một số công ty Mỹ buộc phải suy nghĩ lại về chuỗi cung ứng của họ, hoặc thuyết phục các đối tác Trung Quốc di rời đến Đông Nam Á để tránh thuế quan, hoặc từ chối hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất trong năm 2019. Trung tuần tháng 4 vừa qua, công ty tư vấn và sản xuất toàn cầu Cognizant
đã công bố chỉ số Redstone hàng năm vào thứ Bảy cho thấy sản xuất trong nước của Mỹ vào năm 2019 chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể so với 14 nhà sản xuất khẩu châu Á được theo dõi trong nghiên cứu. Nhập khẩu từ Trung Quốc bị giảm mạnh nhất. Ba thập kỷ trước, các nhà sản xuất Mỹ bắt đầu sản xuất và tìm nguồn cung ứng ở Trung Quốc vì một lý do chi phí. Cuộc chiến thương mại đã mang đến một khía cạnh thứ hai, rủi ro thuế quan và nguy cơ gián đoạn, khiến các công ty phải cân nhắc về sự ổn định trong chuỗi cung ứng bên cạnh giá cả. Patrick Van De, đối tác và đồng tác giả của báo cáo Kenney đã nói như vậy. Viêm phổi Vũ Hán mang đến một khía cạnh thứ ba là khả năng dự đoán và thích nghi với những cú sốc hệ thống không lường trước được. Theo báo cáo của Kenney, cho dù hệ quả của dịch bệnh là như thế nào, thì việc Trung Quốc trở lại hiện trạng thương mại trước đại dịch là không thể. Kenney dự đoán là các công ty sẽ buộc phải tiến xa hơn trong việc xem xét lại các chiến lược, tìm nguồn cung ứng của họ và toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Trong các doanh nghiệp Mỹ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nước thứ ba nào sẽ được hưởng lợi là câu hỏi cũng được đặt ra. Nhờ việc thông qua thỏa thuận giữa Mỹ và Mexico, Canada, Mexico đã trở thành địa điểm ưa thích để tìm nguồn cung ứng. Đây là hình ảnh lãnh đạo ba nước Mexico, Mỹ và Canada đã ký hiệp định vào ngày 30 tháng 11 năm 2018. Ông Đặng Hoàng Hải Anh, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Indiana, Mỹ nhận định Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, mở ra cơ hội cho Mexico vốn gần gũi Mỹ về mặt địa lý chính trị. Ông nói, Mexico sẽ luôn luôn là đối tác quan trọng của Mỹ vì nhiều lý do. Thứ nhất là khoảng cách địa lý gần gũi và thuận tiện cho việc giao thương. Thứ hai là yếu tố chính trị, vì Mỹ cần một đồng minh tin cậy trong khu vực. Ngoài ra, cả hai nước cũng đã có sẵn một bề dày quan hệ về thương mại, văn hóa, gắn bó theo thời gian. Những người được hưởng lợi khác của việc rút chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc của Mỹ là các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Cũng theo ông Đặng Hoàng Hải Anh, những lợi thế mà Việt Nam có thể khai thác để cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư của Mỹ là: một là thị trường có nhiều tiềm năng, chi phí lao động tương đối thấp, dân số khá trẻ, năng động và thân thiện với nước Mỹ. Việt Nam cũng có lợi thế nhất định về yếu tố địa chính trị trong khu vực. Ngoài ra, cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng lên tới gần 2 triệu người, có vị trí trong nhiều ngành nghề kỹ thuật cao, với thu nhập bình quân cao hơn mức trung bình của xã hội. Đây là những lợi thế trong quan hệ thương mại với Mỹ, không phải quốc gia nào cũng có được, mà Việt Nam cần tận dụng hơn nữa. John Murphy, Phó Chủ tịch cấp cao về chính sách quốc tế tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ, cho biết trong việc xây dựng các cơ sở mới ở Hoa Kỳ có thể phải mất từ 5 đến 8 năm. Có một điều quan ngại rằng Mỹ sẽ cần phải có được các bước chuẩn bị thực tế trước khi họ bắt đầu xem xét lựa chọn thay thế. Đây là hình ảnh App Store tại Bắc Kinh. David Dover, giám đốc điều hành và nhóm nghiên cứu chính sách thương mại Hồng Kông, APEC nhận định: thật ngây thơ và sai lầm nếu nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mất đi vai trò không thể thiếu của mình. Ông phân tích về ảo tưởng về sự di chuyển bộ phận sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á có phần xuất phát từ chỗ không tính đến sự khác biệt lớn về quy mô của Việt Nam hoặc bất kỳ nền kinh tế đang phát triển nào khác ở Nam hoặc Đông Nam Á với Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam vào năm 2018 lên tới 245 tỷ đô la, nhỏ hơn tới 55 lần so với Trung Quốc. 13,6 nghìn tỷ đô la là của Trung Quốc. Và Trung Quốc có 15 tỉnh có GDP lớn hơn Việt Nam về sức mua tương đương, 8 tỉnh lớn hơn gấp đôi. Trung Quốc có lực lượng sản xuất khoảng 800 triệu so với 55 triệu của Việt Nam. Trong năm 2017, thị phần sản xuất toàn cầu của Trung Quốc là khoảng 28,2% so với 17,2% của Mỹ và 0,27% của Việt Nam. Về cơ sở hạ tầng Việt Nam để hỗ trợ cho các nhà đầu tư vẫn còn mong manh và kém hơn so với Trung Quốc. Công suất phát điện của Việt Nam là vào khoảng 41 triệu kW so với 1,65 tỷ kW của Trung Quốc. Việt Nam hiện có tổng cộng 2.600 km đường sắt so với Trung Quốc là 131.000 km, trong đó 29.000 km là đường sắt cao tốc. Ông khẳng định tiếp, nói tóm lại, nhiều tỉnh riêng lẻ của Trung Quốc có khả năng hấp thụ sản xuất nước ngoài tốt hơn Việt Nam. Các công ty quốc tế tìm cách đa dạng hóa khỏi khu vực Vịnh Lớn, Thượng Hải hoặc Thiên Tân đang được xem xét các tỉnh lớn này, được cho họ xem xét các nền kinh tế nhỏ Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng sản xuất tương đối mong manh. Bên cạnh đó, bài viết của Dover trên báo chí châu Á cũng chỉ ra rằng các công ty toàn cầu không chỉ đầu tư nhiều vào hoạt động sản xuất ở Trung Quốc mà họ còn để mắt tới thị trường tiêu thụ và tiêu dùng khổng lồ của nước này. Đối với Canada Motor, công ty sản xuất và bán 40% ô tô của mình tại Trung Quốc, hoặc hãng Apple sản xuất hầu hết iPhone của họ ở Trung Quốc và châu Á, chiếm 1/3 doanh số của công ty. Việc di rời không chỉ là
vô nghĩa mà còn hủy hoại công ty. Quyết tâm của Mỹ trong việc giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và sản xuất từ Trung Quốc là rất rõ ràng, đặc biệt dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự hủy diệt nền kinh tế so với một số người chết khổng lồ do Covid đem lại tại Mỹ càng thúc đẩy Washington triển khai chiến dịch này. Mỹ sẽ phải khắc phục sai lầm khi đã để cho một thể chế độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, trỗi dậy, tham lam và họ đã đi xâm lược cả những lãnh thổ của những nước láng giềng bên cạnh mà trong đó có cả Việt Nam và gây ra đại họa cho người dân trên thế giới với cái chết của hơn 250.000 người và nhiều triệu người bị viêm nhiễm, viêm phổi Vũ Hán và con số này không dừng lại ở đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ tháo chạy khỏi Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.